Ở dưới nền showroom thì cũng có chữ Camry rồi. Thì hôm nay em tiếp tục lên thêm một chiếc xe của Toyota gửi đến các anh chị nha. Để mở đèn lên cho sáng. Toyota Camry bản 2.5Q 2015 mới chạy có 68.000 km thôi chị nha. Mang nước sơn màu vàng cát nè. Nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang. Xe chạy 68.000 nên còn đẹp lắm chị nha. Cam kết với anh chị là chuẩn đồng hồ km không quay tua, không có đâm đụng, không có ngập nước, máy số zin hết à. Keo chỉ zin luôn chị nha. Anh chị nào mà đang quan tâm đến một mẫu xe hạng D đi cho rộng rãi thoải mái thì có thể suy nghĩ về chiếc xe này. Xe còn đẹp và tầm tiền cho nên em này thì bây giờ hơn 600 tí xíu thôi. Bản này là bản cao nhất rồi, trang bị nhiều tiện ích lắm. Hai ghế trước là chỉnh điện, có điều hòa tự động hai vùng, màn hình camera lùi, cảm biến lùi, gương chống chói điện, vô lăng bọc da và có rèm che nắng cho hàng ghế sau chị nha. Có rèm ở đây và rèm phía sau luôn. Rèm phía sau là chỉnh điện và chúng ta có thể chỉnh từ bệ tì tai nè anh chị. Bệ tì tai này tích hợp nhiều phím bấm lắm, điều chỉnh tựa lưng nè, nhiệt độ, media, điều chỉnh rèm luôn chị ha. Con này thì cũng vừa mới thay cho mình 4 lớp luôn nên mình lấy về thì cũng không cần làm gì thêm cả, có sẵn dán phim cách nhiệt luôn rồi. Anh chị nào mà đang cần tìm một mẫu xe rộng rãi thoải mái để đi trong mùa Tết này thì cũng có thể suy nghĩ về chiếc xe này anh chị nha. Chiếc xe rất là sang trọng, ghế lái là chỉnh điện và có nhớ hai vị trí nè anh chị. Gương là auto cả bốn cánh cửa anh chị ạ. Vô lăng thì cũng chỉnh điện luôn, có lẫy số tay cho mình luôn, cũng như là full chức năng rồi. Rồi em giới thiệu nhanh thôi, anh chị quan tâm đến Camry 2.5Q này mới chạy 68.000 2015, rất là đẹp, thì liên hệ với Duy nha. Duy sẽ gửi cho anh chị thông tin chi tiết hơn ạ.